chim công và họa mi. Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời sau vài ngày mưa dầm dày. Nắng đùa nghịch trên những tàn cây và gió lao xao mơn man cành lá. Chim công cảm thấy vô cùng hứng khởi nên bước ra thảm lá, nhảy một bài thật đẹp. Mấy bạn sóc thỏ hươu nai đều tấm tắc khen. Phấn khích quá, chim công liền cất giọng hát, mắt nhắm nghiền khi giai điệu lên tới đoạn cao trào. Chợt chim công nghe có tiếng hò húng hắng. Mở mắt ra thì nhìn thấy bác gấu. Bác bảo: "Ta đang ngủ mà cháu làm ta giật mình tỉnh giấc. Ta nghĩ là cháu chỉ nên nhảy múa thôi chim công à." Sóc chui vào hang từ khi công bắt đầu hát, bây giờ mới ló đầu ra và nói: "Ừ, mình cũng chỉ thích nhìn cậu nhảy múa thôi, chứ hát thì phải có giọng như họa mi ấy." "Yên nào, hình như bạn ấy đang hát kìa." Quả là chim họa mi vừa cất giọng hát, tiếng hát véo von, lay động, muôn thú đều lắng nghe. Sau khi yên lặng thưởng thức hết bài hát tuyệt vời của họa mi, cả bác gấu, sóc và các loài vật khác cùng vỗ tay. Bỗng nhiên chim công rắm rứt khóc: "Sao mà họa mi có giọng hát hay như thế, khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Còn giọng hát của tôi sao lại khủng khiếp đến mức ai cũng không muốn nghe. Ôi, sao tôi bất hạnh thế này." Vừa khi ấy, chúa tể của muôn loài xuất hiện. Ngài hỏi chim công: "Chim công này, họa mi có nhảy múa đẹp như con không?" Chim công đáp: "Dạ không ạ." Chúa tể mỉm cười: "Đấy, ta đã ban cho mỗi loài một khả năng riêng. Chim công múa đẹp, họa mi hót hay, đại bàng có sức mạnh. Các con nên vui với những gì mình có hơn là khóc than vì điều mình không có nhé." Bài học cho bé: nếu như mỗi loài đều có khả năng riêng thì mỗi bé cũng có những ưu điểm đặc biệt mà bé khác không có. Bé hãy cố gắng phát huy những gì mình thích và có thể làm tốt. Đừng bao giờ buồn vì mình không làm được như bạn này, bạn kia bé nhé.